mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời, một thời để chào đời, một thời để lìa đời. Con người cũng không nằm ngoài quy luật đó, tiền bạc vật chất công danh cũng sẽ tàn, sắc đẹp sức khỏe cũng phôi pha theo thời gian. Tình yêu có khắc cốt ghi tâm, cũng có ngày thờ ơ nguội lạnh. Cuộc sống dẫu có tràn trề hy vọng, cũng có lúc thoảng qua thất vọng vấn vương. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa bước trời cầu nguyện ra, lạy Cha, nhưng muốn rằng con ở đâu Chúa với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha ban cho con. Vì Cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu con ở trong chúng, và con cũng ở trong chúng nữa. Đó là lời Chúa. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, đặc biệt gia đình Tăng Quyến, trong bữa tiệc ni sau khi mà rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu dạy cho các ông bài học yêu thương. Ngài cũng nói cho các môn đệ con đường tiến về nhà Cha. Ngài chính là con đường dẫn mọi người đến với Thiên Chúa. Chúa Giêsu còn nói với các môn đệ qua hình ảnh của cành nho gắn liền với thân nho. Cành nào mà kết hợp với cây sẽ được cây nuôi dưỡng và sinh nhiều hoa trái. Cành nào không kết hợp với cây sẽ bị khô héo, bị chặt đi. Ý muốn nói đến người môn đệ cần phải gắn liền với cuộc sống của Thầy để cùng được chia sẻ vinh quang cũng như sự đau khổ với Thầy. Nếu thế gian, tức là người ta, có ghét các môn đệ là bởi họ không yêu mến Chúa Giêsu, họ không chấp nhận Chúa Giêsu, họ không tin vào quyền năng của Chúa Giêsu. Thấy được họ như thế, cho nên Chúa Giêsu an ủi các môn đệ: Thầy nói với anh em những điều ấy để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Sau đó thì Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh con Cha để con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân là để người ban sự sống đời đời. Đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất chân thật, và nhận biết
đấng Cha đã sai đến là Đức Giêsu Kitô. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu có quyền ban sự sống đời đời cho những ai đến với Người và tin vào Người, và sự sống đời đời được ban cho người môn đệ để các ông nhận biết Thiên Chúa Cha và nhận biết Đức Giêsu Kitô là đấng Chúa Cha sai đến trần gian làm cứu chuộc. Để có thể nhận biết Thiên Chúa Cha, con người tức là chúng ta cũng phải giống như các môn đệ, là phải biết đón nhận và tin vào Ngài để Ngài dạy cho chúng ta cách sống của người con Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang cùng với giáo hội sống trong tháng 11, tháng cầu nguyện cho các linh hồn. Cho nên nhiều người hay mở nhạc các bài thánh ca về cầu hồn, trong đó có tôi. Khi nghe các bài thánh ca về cầu hồn, có bài Cát Bụi Hư Vô của nữ tu nhạc sĩ Trầm Hương đã đánh động tôi. Nơi bài hát được viết như sau: Bao năm lo toan trong cuộc đời, bao năm lênh đênh trên dòng đời, nào có biết đâu, giờ đây ta trở về cát bụi hư vô. Hôm nào ra đi vĩnh biệt đời, tâm tư an vui hay ngậm ngùi, tình yêu Chúa, tình yêu mến nhau, ngày qua sẽ dự phần phúc lộc cho ta. Kính thưa quý cố, quý hội đồng, quý sứ, quý họ, quý khách, quý bà con tôn giáo cùng toàn thể cộng đoàn, giờ này nơi đây, bà Trương Philomena Phạm Thị Tươi cũng vĩnh biệt đời, vĩnh biệt bạn đời, vĩnh biệt con cháu, vĩnh biệt mỗi người chúng ta. Cho nên lúc này đây, chúng ta cùng với gia đình tang quyến về đây tham dự thánh lễ cuối cùng với bà, sau đó tiễn đưa bà đến nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa cộng đoàn, là con người thì dù là người có niềm tin tôn giáo hay người vô thần, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng khắc khoải về thân phận của mình. Có người bi quan, có người lạc quan. Người lạc quan thì soạn ra một phép tính cho cuộc đời: 50 tuổi tính năm, 60 tuổi tính tháng, 70 tuổi tính ngày, 80 tuổi tính giờ, 90 tuổi Chúa tính. Nghĩa là mỗi ngày chúng ta sống là để tiến gần cái chết hơn. Hay nói cách khác, cái chết mỗi ngày tiến gần chúng ta hơn. Tác giả sách giảng viên nhận định: ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Một thời để chào đời, một thời để lìa đời. Giảng viên chương 3 từ câu 1 đến câu 2. Con người cũng không nằm ngoài quy luật đó. Tiền bạc vật chất công danh cũng sẽ tàn, sắc đẹp sức khỏe cũng phôi pha theo thời gian. Tình yêu có khắc cốt ghi tâm cũng có ngày thờ ơ nguội lạnh. Cuộc sống dẫu có tràn trề hy vọng cũng có lúc thoảng qua thất vọng vấn vương. Trong dòng suy tưởng ấy thì một số triết gia cũng khẳng định rằng cuộc sống con người giống như một chuyến tàu. Tất cả chúng ta xuất phát từ những sân ga khác nhau. Chúng ta lên tàu lại xuống ga. Có người xuống trước, có người xuống sau, nhưng ai rồi
cũng phải xuống ga. Và tác giả thánh vị một lần nữa soi sáng cho chúng ta: nào phàm nhân sống mãi được sao, mà chẳng phải đến ngày tận số. Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong. Thế nên sống trong kiếp người hạn hẹp này, mỗi người vừa chọn lựa cho mình một hướng đi, vừa phải khôn ngoan chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết cho hành trình tiến về quê trời đích thực. Như đã nói ở trên, chúng ta đang sống trong tháng 11, tháng mà giáo hội dành riêng để cầu nguyện cách đặc biệt cho những người đã khuất, đồng thời còn nhắc nhở mỗi người rồi sẽ đến lượt mình. Đồng thời mỗi người cũng hãy suy gẫm về thân phận yếu đuối tội lỗi của kiếp người tro bụi nơi mình, để chúng ta có những chọn lựa, những cách sống thích hợp, có giá trị cho cuộc đời mình. Triết gia Hegel đã khẳng định cho cuộc đời với xác tín rằng: sống là chuẩn bị cho cái chết. Khi vở kịch cuộc đời kéo màn khép lại, cũng là lúc các vai diễn về ơn gọi sứ mạng của mỗi người xem như đã hoàn tất. Do vậy, những gì còn lại của một cuộc đời là những điều hay lẽ phải, là tình yêu mà chúng ta dành cho Thiên Chúa và dành cho nhau. Lạy Chúa, nếu Ngài chấp tội thì chẳng ai đứng vững, nhưng Ngài vẫn rộng lòng tha thứ để mọi người biết kính sợ Ngài. Cảm tạ Ngài luôn giàu lòng xót thương, xin thương xót và dẫn đưa linh hồn Philomena vào thiên đàng. Amen.